Mận xin chào tất cả mọi người đã và đang xem kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Đức. Hôm nay hai vợ chồng của Mận thèm bánh cuốn và đi chợ Á Đông mua được ăn ít rau thơm với lại hẹ mọi người. Rồi thôi, cuốn tôm với lại thịt ăn. Mận xin mời tất cả mọi người dùng bữa với Mận nha. Hôm nay đi làm về mình gặp vợ làm cho mấy cái cuốn, cho mấy cái bánh cuốn này thì ăn thì thôi chứ bá phát đói bụng ăn vô thì coi như là no luôn. Đây đây là mắm nêm nha mọi người, mắm nêm đặc biệt luôn á, mắm nêm cái cơm ăn xong rồi tối ngủ chùm mền vô. À, có nhiều người nó vô xem video em nói lúc nào cũng thấy em cười rộn rã. Đời cho phép mình cười thì mình cứ cười đi mọi người. Cười được lúc nào cười đi. Này anh, nữa không? Được rồi. Cười cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu mọi người. Cười là một thang thuốc bổ. Nếu không cười thì nó lỗ. Nói giỡn chứ đôi lúc... Muốn nước không? Không, tí nữa. Đôi lúc cũng có sự buồn phiền chứ không phải không có, ai cũng đều có hết á. Nhưng mà Mận nghĩ á, khi mà chia sẻ video Mận cũng muốn gửi đến mọi người vui vẻ chứ cũng không muốn buồn phiền, làm cho gánh nặng người xem. Ngon quá. Dạ, anh ăn tôm trước hay thịt trước? Anh ăn tôm trước, thôi anh lấy một cái tôm đi. Đây tôm nè. Thôi mời mọi người dùng cùng với vợ chồng nha. Đi làm về mà ăn cái món này thì thôi chứ khoảng cỡ 4 cuốn thì thôi cho nó nở nó no. À, ăn cho hết nha. Nói chuyện cái gì? Nói tôm. Thấy anh ăn tôm em bắt chước ăn tôm. Cái mắm ngon quá. Đang ăn cuốn anh nhồi cái nước chấm. Ủa anh mời chưa? Mời rồi hay chưa mời? Mời rồi ạ. Ngon. Này, đây cuốn giống như mấy người bán quán nữa chứ có hẹ, có hành rồi. Lòi ra xanh nữa nha. Đây là gỏi cuốn. Nhưng mà em cuốn nó còn thiếu nhiều món á. Thì cái rau thơm với lại hẹ. Chứ còn gỏi cuốn ở Việt Nam mình là có dưa chua, giá chua kia nọ. Nó chung dày là mặn thấy rất là ngon luôn á mọi người. Bên quê anh nói không? Là bánh tráng cuốn. Ở quê em cũng gọi bánh tráng cuốn nhưng mà nó có cái hệ lồi lên đầu á mọi người, cho nên gọi là gỏi cuốn. nó chỉ khác cái đầu lồi lên thôi mà nó khác tên á. Mắm này em đầm có gì mà bé xanh xanh á, rau thơm á. Giờ mà ăn miếng bánh thịt thịt bụng còn ngon quá. Nước chấm ngon. Cái này phải nhiều chấm rồi ăn nó mới ngon. À, hôm nay á, ông xã của Mận sẽ chia sẻ với những ai mà chưa có sang Đức mà làm việc á, mọi người. Những người mà qua Đức làm việc thì chắc chắn là biết rồi. Những người mà chưa biết á thì xem cho biết nha. Thì ông xã Mận sẽ chia sẻ về cái chuyện mà đi làm việc lao động ở bên đất này. Người mà bình thường không có nghề nghiệp, không có học bằng cấp gì, nói chung là không nghề nghiệp, không có gì hết á, thì một tháng làm ở bên này làm lao động tay chân á, một tháng bao nhiêu tiền và một tiếng là bao nhiêu nha, thì cho mọi người biết nha. Những ai mà biết rồi thì thôi, chưa biết thì nghe thêm biết đỡ tham khảo thêm. Thì ông xã ăn rồi ông xã chia sẻ cho mọi người nha.
Ok, thì cũng tiếp lời với bà xã thì mình sống ở đây thì mình biết gì mình nói nha. Mọi người có ai ở đây thì biết thì coi, những người chưa biết thì mình nói để mà biết thêm thôi. Ở bên này những người mà đi làm việc mà không có nghề nghiệp, không có bằng cấp thì cái mức lương thấp nhất của nhà nước ở bên này đưa ra thì khoảng từ 9 đồng rưỡi một giờ, đó là mức lương thấp nhất của nhà nước đưa ra. Còn mà nếu như mà mình mà tự đi xin việc đó, mình không có bằng cấp gì mà mình tự đi xin việc đó, thì có thể vô những cái hãng khác đó, nó cho lương, giá lương nó khác. Còn mà giá lương hãng nào nó đó theo tiêu chuẩn của nhà nước Đức thì có 9 đồng rưỡi. Thì 9 đồng rưỡi một giờ thì một ngày làm 8 tiếng thì được khoảng cỡ tầm 70 mấy euro đó. bảy mươi mấy euro Thì bảy trăm mấy hay bảy mươi một ngày khoảng 70 mấy euro, à 1 giờ 8 tiếng, một dạ ngày khoảng 70 mấy euro. dạ một tháng Một tháng thì khoảng cỡ 1.600, 1.700 gì đó, khoảng chừng đó. Không? Tại vì mình không có nói đúng con số được. À, khoảng 1.600, 1.700 đó. Thì trong 1.600, 1.700 đó là chưa có từ thế, từ gì hết á. Trong 1.600, 1.700 đó mình phải từ thế nè. Chẳng hạn như là thế bảo hiểm, thế về bảo hiểm sức khỏe, về đóng tiền về thất nghiệp. Nói chung đóng tùm lum tiền hết đóng á, về già rồi đóng lương tiền hưu già lương nữa hưu rồi tất cả tùm lum hết á, thì cầm tay bao nhiêu khoảng cỡ tầm 400 tới 500, cầm tay thì khoảng cỡ chừng 1.100, 1.100 tới 1.200 đổ lại thôi. Thì thí dụ bây giờ độc thân một người nhá, thì mướn cái nhà ở như ở vùng quê như mình ở đó, thành phố nhỏ đó, thì khoảng cỡ tầm 400 tới 500, thì khoảng chừng đó là nói chung tất hết tiền mướn cái nhà, tất hết tiền điện, tiền đồ, nói chung hết rồi mình trả khoảng cỡ cỡ đó. Nhưng mà nếu mà phải nói rõ là ở những thành phố là cái giá đó không có, nhưng mà những thành phố thì có thể là lương nó cao hơn, tại vì chỗ đó nó cuộc sống nó đắt, thì đồ vật chất nó cao thì nó phải cao. Mà nói chung ở chỗ mình á thì nó như vậy. nếu mà mình biết tiết kiệm gói ghém ăn nhìn ăn nhín thì vẫn còn dư chứ không phải không dư đâu nha mọi người. Cho nên những ai mà có dự định sang Đức đây đi làm xuất khẩu lao động hay đi làm ha bằng nghề nghiệp không có học bằng cấp nghề nghiệp gì á, cứ mạnh dạn, đừng có ngại, đừng có sợ, không có chỗ này cần thì chỗ khác cần. Chứ mọi người cứ nói ở xuê xứ Tây không không ngờ không nghiệp không biết làm gì, có nhiều việc đã làm lắm nhưng mà có điều có hợp với mình hay không, rồi sức khỏe của mình có đủ đỡ mà làm hay không á. Nhiều người ở bên này á làm ba bốn job, tức là ba bốn giờ á anh, làm thay ca làm quá chừng làm luôn, vậy người ta mới có cái dư. Mình có sức khỏe là mình chịu làm thì ở đâu cũng kỳ ra tiền hết. Còn mà nếu mà những người mà may được may mắn không có tiền ăn, không có bằng cấp rồi gì đó mà đi xin việc làm, đi vô gặp trúng những cái hãng nó cần việc đó thì nó trả lương thì cao hơn cái mức lương của nhà nước. Thì nói chung hên xui tùy theo hãng nữa cái này á, nhưng mà thấp nhất là 9 đồng rưỡi, 9 đồng 35 hay 9 đồng rưỡi nha mọi người, đó là thấp nhất á. Đó là vợ chồng bạn chia sẻ và làm hãng xưởng, chứ còn mà nhà hàng hay là khách sạn hay những cái vấn đề khác à vợ chồng bạn không có làm không có biết nha, chỉ nói là ở hãng xưởng thôi, nằm trong công ty á. Nãy giờ nói mà ăn hết gần một Ngon, năm ngon quá ngon. rồi, ăn đây ăn cuốn bao nhiêu cái chắc mười mấy cuốn không, em ăn nhiều hơn anh á. Nghe anh cái khoai của Việt Nam mình ăn nó bùi ngon ghê luôn á. Nãy hai đứa con gái nói má mà cắt ra ăn thử. Con gái lớn thì ăn nói sao thấy nó lạ lạ, tại vì bé hồi giờ chưa có ăn.
Bữa nay lần đầu tiên ăn. Mấy bữa mua nhưng mà bé không có ăn, mình mẹ ăn hết. Bữa nay bé thử ăn mà bé không thích. Còn bé nhỏ thì ăn hai miếng cái cũng không ăn luôn. Trời nay nắng, nắng nhưng mà vẫn còn lạnh đó. Một sáng đi làm phải cào tuyết, cào băng, băng nó đóng cửa kính. Đóng băng hả? Ừ. Buồn luôn, buồn. Thôi Lan mà mua tiệm đất nè, ăn nước không à, không có được bùi đâu, cho nên mỏ ít có mua ăn không. Thôi làm cuốn nữa, ngon quá. Dạ, cuốn cũng sao mà ăn đói lên. No quá. Thôi chùm nho trái, trái to dễ mang luôn. Nhưng mà nó không có hộp nha, hồi trước trái to này mà ăn, hộp không à. Mà sao đợt này mua không có hộp. Có lỗi. Nhưng mà ngọt, cái vỏ nó hơi dày anh. Vỏ hơi dày, hơi chát. Cái loại nho này mà loại trái nhỏ đó, nó không có hộp, cái loại đó ngọt, vỏ nó mặn. Cái này ngọt lắm luôn á. Mà cái vỏ nó hơi dày. Nói chung cái cuộc sống ở bên này cứ tà tà. Công việc ai nấy làm, làm ngày 8 tiếng xong về với gia đình lủi hủi. Chỉ có vậy thôi mọi người, chứ không có biết làm gì ngoài những công việc hàng ngày. Làm theo chế độ đủ ăn đủ mặc là được rồi. Sợ không đủ ăn đủ mặc nữa chứ. Mong sao đủ ăn đủ mặc là mừng. Còn mà nếu mà muốn dư dả ra thì phải đi cày nhiều chốt thôi. Thôi mọi người, thì hai vợ chồng bạn cũng xin dừng clip tại đây. Và những gì mà hai vợ chồng bạn chia sẻ thì chỉ chia sẻ trong cái phạm vi hiểu biết thôi. Nếu như những ai mà muốn biết rộng rãi hơn thì có thể sẽ tìm hiểu thêm nha. Và mọi người đừng quên cho hai vợ chồng bạn xem một like và một cái đăng ký. Và đừng quên bấm chuông để xem những cái video mới của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye.